bán đi đỡ mọi người này. Đấy các chị em mà được hai cái rồi thì các chị em nhanh tranh thủ lấy luôn, nhanh nữa đi. Bởi vì cái này dáng rất là dễ mặc luôn. Mọi có thể mua về để tặng cũng được, cái cực kỳ là mới luôn nhá. Cái hình cũng khá là cute luôn này, hình con thỏ. Khá là cute luôn, rất là mới. Đó, form này thì các chị em lên là phối với cả quần short này, một dáng dấu quần là ổn nhá. Có thể sơ vi lên một chút xíu cũng được ạ. À, giá là 100k và mã là 46. 100k và mã 46 nhá. Thích hả? Không, khiếp, hú hồn. Một trăm ca mã 46 á. Thêm tiếp một cái của Tree này. Chị ong vàng. Mọi người này, có cái này chị em đang có bé nhỏ nhỏ ấy, mọi người thể mặc cái này đấy. Mặc cái này chơi các con rất là thích luôn, hóa thân chị ong vàng luôn. Ok, khá là hay. Rất là hay luôn. Và cái này mọi người thể lấy để phối với các quần short này, đi biển này, đấy, cũng sẽ khá là rực rỡ. Em mặc đi chơi thì chụp ảnh cũng yêu. Ok. Rồi, chất cotton khá là dày dặn. Thì cái này em để giá 100k nhá. Hết cỡ giờ 55kg đổ lại này. Đó đây, Sobi lên đẹp quá này. Sobi lên rất là xinh nhá. Rồi, 100k và mã là 39. 100k mã 39 nhá. Cái gì? Không có gì. Nhìn thời đại này kiểu ai cho mày mặc cái áo chim cò này hả em? Kiểu đẹp kiểu hổ báo. Kiểu đàn anh đàn chị. Nghe tin đó. Khá phải. Phan được hẳn đấy. Phan sĩ lôi chồng em là chuyện đùa như thế. Nhận chồng vợ cả. Đó hả? Đó vợ quốc dân. Tiếp theo sơ mi trắng này mọi người ơi. Chồng mình vợ. À chết nhầm. So à cái gì nhở? Phong trắng. Phong trắng. Phong trắng. Lấy đi. Thiếu gì? Rồi tiếp thêm một cái này nữa mọi người nhá. Là chất phông giấy khá dễ mặc. Thì cái này các chị em khoảng tầm dâu 55kg đủ lại cho em thôi. Sơ vi lại nhá. Form này thì sơ vi lại thì sẽ xinh hơn rất là nhiều. Giá là 100k này. Mã 79. Giá 100k mã 79 nhá. Có cái cổ này khá là xinh luôn. Cổ này thì mọi người phối qua chân váy như em này, mặc rất là đẹp nhá. Kiểu theo giống một set luôn. Đấy, đơn giản basic thôi, sang chảnh này. Ai lấy thì comment luôn giúp em này. Sắp Tết rồi đấy. Còn bao nhiêu ngày nữa? Ôi chẳng mấy nữa mà Tết đâu. Thật sự đấy. Tháng 3. Rồi tiếp theo nhá. Chị vào xem đồ ạ. Dạ. Dạ chị cứ xem đồ thoải mái đi ạ. Chị thắng là Tết rồi. Mình cũng không có tiền. Tiếp theo là người này. Có cái phông trắng này cũng khá hay. Kiểu họa tiết xuống bên dưới được. Đây này, nó mix với những cái đường kẻ. Đây mix với những đường kẻ đen này thì cũng rất là khỏe khoắn luôn nhá. Với đây có chị em phối với cả chân váy màu đen game như thế này cũng hay này. Kiểu cái dáng nó kiểu theo cái phong cách basic và hơi Hàn Quốc một chút xíu thì mọi người nên là phối chân váy chữ A như thế này là ok nhất nhá. Đấy, chân váy chữ A hoặc là chân váy hoặc là quần short đen ấy. Cái đây nên là phối với đồ đen thôi sẽ đẹp hơn. Vốn dĩ nó đã có những cái đường kẻ đen như thế này thì các chị em tiết chế màu sắc lại một chút xíu nhá. Đấy, ok. Cái đấy thì giống như một set luôn đấy nhở. Rồi, hết cỡ khoảng tầm dâu 60kg đổ lại này. Chất vải khá là dày dặn, thấm hút mồ hôi tốt nhá. Con này thì em để giá 100k thôi, rất là mới luôn. 100k và mã 12 ạ. 100k và mã 12 nhá. Dạ, bên trong này nè ạ. Chị cứ thoải mái đi. Đó, kéo vào này.
100k và mã là... Ôi, lâu lắm rồi mới thấy nick viết xuất hiện lên đây này. Rồi 12 em chốt cho chị Phạm Liên Hương nhé, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị Liên Hương được 2 cái rồi đúng không ạ? Nếu được 2 cái rồi cố gắng chốt thêm cái nữa để được nhận giảm giá của 90k một cái thôi nhá. 3 cái trổ lên thì sẽ còn 90k một cái thôi ạ. Mở vết xước ơi, lâu lắm rồi mới thấy cái nick vết xước hiện lên luôn ấy. Kiểu cảm giác nhớ nhớ thế nào, tự dưng bật lên một cái là thấy hốt hoảng. Ok, bên dưới mình thấy chị Vân Anh này. Thêm một cái khá là tây này. Kẻ nhá, kẻ phối nhiều màu chút xíu. Màu đen, màu đỏ, màu trắng. Ok, cái này thì mọi người nên phối với chân váy jean thì sẽ đẹp hơn. Em phối chân váy jean ok hơn mọi người ạ. Kiểu tây hơn rất là nhiều. Thế này khoảng tầm dập sẽ SM nhá, 55kg đổ lại ạ. Cái này thì em để giá là 100k thôi. Mã là 39 nhá. 100k mã 39 này. 100k mã 39 nhá mọi người nhá. Thêm một cái của Mighty này, size L ạ. Mighty nha, size L. Tiếp theo ạ. Một em màu ghi khá là dễ mặc, tối màu nhá, và màu cái này nam mặc cũng được này, nam tầm gầu size S mặc được này. Rồi ok. Rồi tiếp theo nhá, cái này khoảng tầm rơi vào những các chị em mình mặc thì size L này. Còn nếu mà các anh nam, cái này nam mặc được nhá. Nam mặc được thì khoảng tầm rơi vào size M nhỏ ạ. Giá là 100k và mã là 11 nhá. Giá 100k và mã 11 này. Giá 100k mã 11 chụp nhanh nào. Đây rồi. Ok. Có giá ở trên Tết đi chị xem giúp em nhé. Không có map ạ. Cái đấy để giá là Huyền. Cái đấy giá 160 quá. Không hiểu mà. Không ở Tết ạ, 160 ạ. Tiếp này. Thêm một cái này cũng rất là xịn luôn ạ. Sơn chị vừa kêu ạ. Chị kêu cành cạch suốt. Giòn xương. Một em màu hồng nữa nhá, cái này cũng basic, khá là xịn sò luôn. Giá là 100k. Giá là 100k nhá. Đấy, form giá của basic như thế này thôi, có chị Sophie đây một chút xíu được. Giá 100k và mã là 16 á. 100k mã 16 nhá. Chị Bích Thủy ơi, chị còn đấy không ạ? Nếu còn đấy thì cho em số điện thoại nhá. Cái áo của chị chốt từ ngay đầu ý, nghe vẫn lâu một lúc rồi vẫn có chưa soi số điện thoại đâu. Thì chị để lại số điện thoại luôn cho em nhá. Có cái đấy hay này. Kiểu phối một chút moho thủ cẩm một chút. Giống cái túi mà răng phải túi đâu, chị táp thêm vào thôi ạ. Cái này khoảng tầm rơi vào size L nhá. Size L chất rất là mát luôn. Tầm 60kg đổ, 60-65kg đổ lại, 58kg đổ lên nhá. Đó, các chị em có thể sơ vi một chút xíu được, hoặc là mặc cái dáng dấu quần cũng hay. Thì cái này em để giá là 100k và mã là 27 ạ. 100k và mã 27 ạ. 100k mã 27 nhá. Chị ăn từ tháng trước rồi. Ăn cơm.
chị ăn thì chị cũng thấy á. Không, chị có gì thì làm hết. Chị chỉ có mỗi bụng to thôi. Ý là đây là to đều gì. Rồi